Cô Nhân xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Vậy là cô trò chúng mình lại được gặp nhau rồi. Để tiết học của cô trò mình đạt hiệu quả, các em có nhớ cần phải chuẩn bị những gì không nào? À, hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt, vở luyện viết, bút chì, thước kẻ, tẩy và đừng quên chuẩn bị cả bảng con, vấn và khăn lau bảng nhé. Các em hãy ngồi thật ngay ngắn, chú ý lắng nghe cô giảng bài. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ làm quen với hai vần mới qua bài số 41. Em, ép và luyện viết. Em, kem, ép, dép. Các em hãy cùng cô đi vào phần thứ nhất, làm quen. Quan sát lên màn hình và trả lời nhanh cho cô. Đây là gì? À, đây là kem. Kem là một món ăn rất khoái khẩu của tất cả chúng ta, phải không các em? Cô có từ tiếng mới. Lắng nghe cô phát âm. Kem. Kem. Mời các em phát âm lại nào. Hãy cho biết trong tiếng kem có âm nào chúng ta đã học? Rất dễ phải không nào? Trong tiếng kem có âm ca chúng ta đã học rồi đấy. Và cô giới thiệu với các em, đây là vần em. Lắng nghe cô phát âm. Em. Em. Cùng cô phát âm lại nào. Em. Em. Phân tích cho cô vần em nào. À, vần em gồm có hai âm. Âm E đứng trước, âm M đứng sau. Cô đánh vần kết hợp với đọc trơn, các em chú ý lắng nghe. E, M, em. Em. Mời các em đọc lại nào. Giới thiệu với các em, đây là mô hình tiếng kem. Cùng cô phân tích tiếng kem nào. À, tiếng kem gồm có âm ca đứng trước, vần em đứng sau. Cô đánh vần kết hợp với đọc trơn, các em chú ý lắng nghe. Kem, ca, em, kem. Đọc lại cùng cô nào. Kem, ca, em, kem. Các em vừa được làm quen với một vần mới và một tiếng mới. Cùng tiếp tục quan sát lên màn hình để làm quen với vần mới và tiếng mới thứ hai nhé. Cho cô biết, đây là gì? À, đây là đôi dép. Cô có tiếng mới. Lắng nghe cô phát âm. Dép. Dép. Mời các em phát âm lại nào. Trong tiếng dép, có âm và dấu thanh nào chúng ta đã học? À, rất dễ phải không nào? Trong tiếng dép, có âm dơ và dấu sắc chúng ta đã học rồi đấy. Cô giới thiệu với các em, đây là vần ép. Lắng nghe cô phát âm. Ép. Ép. Mời các em phát âm lại nào. Lắng nghe cô phân tích vần ép. Vần ép gồm có hai âm, âm E đứng trước, âm P đứng sau. Cô đánh vần kết hợp với đọc trơn, các em chú ý lắng nghe. E, P, F, F. Mời các em đọc lại nào. Giới thiệu với các em, đây là mô hình tiếng dép. Hãy phân tích cho cô tiếng dép nào. À, tiếng dép gồm có âm dơ đứng trước, vần ép đứng sau và thanh sắc ở trên e. Các em hãy đánh vần và đọc trơn cho cô. Đọc cùng cô nào. Dép, dơ, ép, dép, sắc, dép. Đọc lại nào. Dép, dơ, ép,
dép, sắt dép. Các em vừa được làm quen với hai vần mới và hai tiếng mới, cô trò chúng ta cùng đọc lại nào. Em, kem, ép, dép. Để giúp các em nhớ lâu hơn các vần tiếng chúng ta mới học, cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Hãy lắng nghe cô nêu yêu cầu của bài tập này nhé. Tiếng nào có vần em? Tiếng nào có vần ép? Trên màn hình cô có tất cả 6 hình. Hình số 1, hình số 2, hình số 3, hình số 4, hình số 5 và hình số 6. Tương ứng với 6 hình, cô có 6 từ. Ở hình số 1, đây là hình ảnh của một bạn nhỏ đang khoanh tay chào người lớn khi đi học. Cô có từ lễ phép. Mời các em đọc với cô nào. Lễ phép. Ở hình số 2, đây là một cái tem. Cái tem này thường dán ở một góc ở bì thư và người ta gọi đây là tem thư. Muốn bức thư được gửi đi cần phải dán tem. Cô có từ tem thư. Mời các em đọc cùng cô nào. Tem thư. À, còn đây là một con vật rất quen thuộc phải không nào? À, đây là con cá. Cá này người đấy là con cá chép. Và cá chép hay còn gọi là cá gậy để các em ạ. À, cá chép thường sống ở nước ngọt giống như là sông, hồ. Và cô có từ cá chép. Các em đọc cùng cô nào. Cá chép. Hình ảnh số 4 là hình ảnh của một bạn nhỏ đang ngồi xem tivi. Cô có từ xem tivi. Mời các em đọc nào. Xem tivi. Hình số 5. Đây là một cái rèm hay còn gọi là rèm cửa. Rèm cửa thường dùng để che hoặc cản bớt ánh sáng rọi vào nhà đấy. Cô có từ rèm. Mời các em đọc cùng cô nào. Rèm. Và một hình ảnh cuối cùng. À, hình ảnh này hơi khó phải không các em? À, đây là một cái lối đi nhỏ ở giữa hai bức tường. Và lối đi này rất là hẹp cho nên người ta thường gọi đó là ngõ hẹp. Các em đọc lại cùng cố nào. Ngõ hẹp. Bây giờ trước khi các em làm bài, các em hãy đọc lại các từ ở dưới hình cho cô. Nhiệm vụ của các em là hãy mở sách giáo khoa trang 74 và dùng bút chì thước kẻ gạch một gạch dưới tiếng có vần em và gạch hai gạch dưới tiếng có vần ép. Trước khi các em làm bài, hãy quan sát lên màn hình xem cô làm mẫu nhé. Đầu tiên, trong từ lễ phép, tiếng phép có vần ép, cô gạch hai gạch dưới tiếng phép. Tiếp theo, từ tem thư, trong tiếng tem có vần em, cô gạch một gạch dưới tiếng tem. Với những từ còn lại, các em hãy thực hành vào sách giáo khoa nhé. Các em đã làm xong chưa nào? Hãy cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Trong từ cá chép, tiếng chép có vần gì về các em? À, trong từ cá chép, tiếng chép có vần ép, cô gạch hai gạch giữa tiếng chép. Tiếp theo, trong từ xem tivi, tiếng xem có vần gì? À, tiếng xem có vần em. Các em có gạch một gạch giữa tiếng xem như cô không?
Tiếp theo, rèm, rất dễ phải không nào? Tiếng rèm có vần em, cô gạch một gạch chứa tiếng rèm đấy. Và cuối cùng, trong từ ngõ hẹp, tiếng hẹp có vần gì? À, tiếng hẹp có vần ép, cô gạch hai gạch chứa tiếng hẹp. Các em có làm giống như cô không nào? Cô tin chắc rằng bạn nào cũng làm đúng rồi, đúng phải không? Bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại các tiếng có vần em nhé. Tem, xem, rèm. Đọc lại các tiếng có vần ép cùng cô nào. Phép, chép, hẹp. Ngoài những tiếng này có vần em và vần ép, các em hãy tìm thêm một số tiếng có vần em và vần ép nữa, nói cho người thân của mình nghe nhé. À, cô tin chắc rằng tất cả các em đều tìm được đấy. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo nhé. Tập đọc. Các em hãy quan sát lên màn hình. À, đây là hình ảnh minh họa cho nội dung của bài tập đọc này. À, hãy cho cô biết, trong hình ảnh này có những con vật nào? À, rất dễ phải không nào? Đây là hình ảnh của một chú gà con rất dễ thương, mà trong bài tập đọc này người ta gọi là gà nhí để các em ạ. Còn đây là hình ảnh của một con cá chép. Còn đây là hình ảnh của một con cò, mà trong bài tập đọc này người ta gọi một cái tên rất là dễ thương là cố cò đấy. Và cuối cùng là hình ảnh của con cá trắm. Trong bài tập đọc này người ta gọi là chú trắm. Vậy giữa những con vật này sắp diễn ra cuộc thi gì? Cô trò chúng ta cùng đọc và tìm hiểu bài tập đọc thi vẽ nhé. Đầu tiên, các em hãy theo dõi lên màn hình hoặc theo dõi ở sách giáo khoa, lắng nghe cô đọc mẫu. Thi vẽ. Cá chép và gà nhí thi vẽ. Cá chép vẽ nó làm vua. Gà nhí vẽ gà mè chấm lũ gà em. Cô cò, chú trẫm chấm thi. Họ cho là gà nhí vẽ vừa đẹp, vừa có ý nghĩa. Trong bài tập đọc này có một số tiếng từ các em mới học và một số tiếng từ khó. Cô trò chúng ta cùng luyện đọc các tiếng từ này nhé. Cá chép. Mời các em đọc lại nhé. Chăm. Mời các em đọc nào. Trẫm. Mời các em đọc. Chấm thi. Mời các em đọc nào. Đẹp. Mời các em. Ý nghĩa. Mời các em đọc nào. Mời các em đọc lại các từ này một lần nữa. Cô trò chúng ta vừa luyện đọc từ, bây giờ cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần luyện đọc câu nhé. Hãy quan sát vào bài tập đọc và cho cô biết bài tập đọc này có tất cả bao nhiêu câu. À, bài tập đọc này có 5 câu đấy. Cô chúc mừng tất cả những bạn có câu trả lời đúng. À, đây là câu số 1. Câu số 2. Câu số 3. Câu số 4. Và câu số 5.
Các em à, trong bài tập đọc này có một câu dài đấy. Đó chính là câu số 5. Để các em đọc đúng và dễ dàng hơn, các em cần phải nghỉ hơi ở sau từ vẻ đẹp. Hãy lắng nghe cô đọc câu này nhé. Họ cho là gà nhí vừa vẽ đẹp, vừa có ý nghĩa. Mời các em đọc lại nào. Cô trò chúng ta cùng quay trở lại với phần luyện đọc câu nào. Các em lưu ý, khi đọc ở câu số 1, các em đọc đề bài trước. Và khi cô chỉ lần thứ nhất, các em hãy tự đọc. Và khi cô chỉ lần thứ hai, thì đọc cùng với cô. Mời các em nào. Thi vẽ. Mời các em đọc câu số 1. Đọc cùng cô nào. Cá chép và gà nhí thi vẽ. Đọc cho cô câu số 2. Đọc cùng cô nào. Cá chép vẽ nó làm vua. Mời các em đọc câu số 3. Đọc cùng cô nào. Gà nhí vẽ gà mè chăm gà em. Câu số 4. Mời các em nào, đọc cùng cô. Cô cò chú chấm chấm thi. Đọc cho cô câu số 5 nào. Đọc cùng cô nhé. Họ cho là gà nhí vừa vẽ đẹp, vừa có ý nghĩa. Các em đã cùng cô luyện đọc câu xong. Bây giờ hãy nhìn lên màn hình xem cô chia đoạn bài tập đọc này nhé. Ở bài tập đọc này cô chia ra làm hai đoạn. Đoạn đầu là từ đầu cho đến gà em. Đoạn thứ hai là phần còn lại. Mời các em cùng luyện đọc theo đoạn với cô nào. Các em lưu ý, khi đọc đoạn 1, nhớ đọc đề bài nhé. Mời các em bắt đầu đọc. Tiếp tục đọc cho cô đoạn số 2. Cô tin chắc rằng qua các bước luyện đọc vừa rồi, bây giờ các em đã đọc tốt bài tập đọc này rồi đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô luyện đọc toàn bộ bài tập đọc này nhé. Thi vẽ. Cá chép và gà nhí thi vẽ. Cá chép vẽ nó làm vua. Gà nhí vẽ gà mè chăm lũ gà em. Cô cò chú chấm chấm thi. Họ cho là gà nhí vẽ vừa đẹp, vừa có ý nghĩa. Ở nhà, các em hãy cố luyện đọc thật nhiều để đọc đúng và đọc tốt nhé. Để giúp các em hiểu hơn về nội dung của bài tập đọc này, cô trò chúng mình cùng trả lời hai câu hỏi ở sách giáo khoa nhé. Câu hỏi số 1. Em đoán xem ai thắng trong cuộc thi? Gà nhí hay cá chép?
Câu hỏi số 2. Vì sao em nghĩ là bạn đó thắng? Các em hãy đoán và nói cho người thân của mình nghe nhé. Còn cô nghĩ rằng cả bạn gà nhí và bạn cá chép đều vẻ đẹp, đều rất xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc thi. Tuy nhiên, trong bài tập đọc này, giám khảo cho rằng bạn gà nhí đã chiến thắng vì bạn gà nhí vừa vẻ đẹp, vừa có ý nghĩa. Chắc có lẽ các em ngồi lâu cũng hơi mỏi rồi đúng không nào? Cùng cô thư giãn một chút nhé. Đôi bàn tay sạch, đôi bàn tay xinh của các em đâu rồi? Hãy cùng cố luyện viết nào. Hôm nay các em sẽ luyện viết em, kem, ép, dép. Mời các em đọc lại nào. Em, kem, ép, dép. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em quy trình viết. Mời các em quan sát lên màn hình nào. Đầu tiên, khi viết em, các em viết con chữ E trước, con chữ M sau. Chú ý điểm nối giữa E và M. Độ cao của con chữ E và con chữ M đều là 2 ly. Tiếp theo, khi viết kem, các em viết con chữ K trước, em sau. Chú ý điểm nối giữa K và E, E và M. Độ cao của con chữ K là 5 ly và độ cao của em là 2 ly. Tương tự như vần em, khi viết F, các em viết E trước, P sau. Chú ý nét nối giữa E và P. Chữ E có độ cao 2 ly, chữ P có độ cao 4 ly. Và cuối cùng là dép. Khi viết dép, các em viết con chữ giờ trước, F sau và dấu sắc trên E. Chữ giờ có độ cao 4 ly, E có độ cao 2 ly và P có độ cao 4 ly. Chú ý nét nối giữa giờ, E, P. Sau đây là quy trình viết cụ thể. Các em hãy tập trung quan sát để viết đúng và viết đẹp nhé. Thank you.
em đã sẵn sàng để luyện viết của cô chưa nào? Hãy lấy bạn con của mình ra nhé. Cùng cô luyện viết bạn con trước. Đầu tiên, các em hãy viết em. Tiếp tục, viết kem. Cùng cô viết ép nào. Và cuối cùng, viết dép. Các em hãy luyện viết bạn con thật nhiều lần để chữ viết của chúng ta mềm mại hơn nhé. Sau khi luyện viết bạn con xong, các em hãy cùng cô luyện viết vào vở luyện viết nào. Hãy lắng nghe cô nêu yêu cầu khi viết vở luyện viết. Hôm nay, các em sẽ viết các dòng còn lại ở vở luyện viết trang số 19. Các em lưu ý, các dấu chấm ở trong vở là các điểm đặt bút. Khi viết, các em cố gắng tránh tẩy xóa nhiều để giữ cho trang vở của mình luôn sạch và đẹp. Sau khi hoàn thành xong bài viết, các em sẽ được một trang vở như thế này. Do chúng ta đang học ở trên truyền hình nên cô không thể trực tiếp luyện viết cùng các em được. Rất mong quý vị phụ huynh đồng hành để các em hoàn thành tốt bài viết này. Cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài 41 rồi đấy. Ở nhà, các em cố gắng luyện đọc và luyện viết thật nhiều để chúng ta đọc đúng và viết tốt nhé. Việc học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.